Vâng, kính chào các quý anh em nhé. Hôm nay thì vừa mới về mấy cái cây Zippo, à cây, xin lỗi, cây này là cây Zozo anh em nhé. Về mấy cây Zozo thì mình sẽ giới thiệu cho anh em xem. Đấy, bên mình bán rất là nhiều sản phẩm, kể cả những cái cây Zippo cổ này, 5 năm mấy hoặc là Zippo bạc gì đấy, 5-7 triệu. Bán luôn cả Zippo, bán luôn cả Zozo anh em nhé. Cái mấy cây này thì rẻ thôi, 300-400 gì đấy thôi, thì mình vẫn là bán cho anh em, để anh em, những anh em nào mà chưa có điều kiện mua Zippo thì anh em chơi cái này anh em nhé, hoặc là anh em có thể sưu tầm. Thì tuy mình bán có nhiều sản phẩm ấy, nhưng mà mình không bao giờ bán cái đồ lởm anh em nhé. Ví dụ như là như cây này là cây lởm này, anh em đợi mình một chút là mình đi lấy rồi xuống nhà lấy. A few moments later. Đây anh em nhé. Như cây này là cây gọi là cây bật lửa thuộc cái dạng lớn này. Chất lượng nó sẽ kém. Đây, nó như cây này. Thì mấy cái dòng bật lửa mà anh em lưu ý cho mình nhé. Anh em nếu mà chơi sưu tầm bật lửa thì anh em không nên dùng cái loại mà bật lửa điện anh em nhé. Những cái cây mà bật lửa mà dùng bằng điện như thế này này, mới ra cái dùng nó có điện như thế này rồi, nó có mài xo như thế này nhé. Đấy, cái mài xo đây này, mình sẽ zoom lên cho anh em xem. Đây, anh em thấy nó đỏ không? Đấy, thì cái này vẫn dùng được thôi, nhưng mà nó sẽ không bền anh em nhé. Không bền, anh em dùng xong em sạc cái này, nhưng mà nói chung là nó không bền đâu. Nó dùng được một thời gian là nó hỏng thôi. Đấy, thì bên mình không không phân phối mấy cái loại bật lửa mà lớn như thế anh em nhé. Bên mình chỉ chuyên cái đồ mà gọi là nồi đồng cối đá. Nồi đồng cối đá anh em nhé. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu luôn cho anh em xem. Cái bật lửa này nó như thế này đây anh em nhé. Nó được đựng trong một cái hộp hộp cứng to anh em nhé. Thì thương hiệu này là thương hiệu Zoro. Đây, thương hiệu Zoro được đựng trong cái hộp cũng khá là sang trọng. Thì em mua cái này thì mình bảo hành cho anh em 3 tháng anh em nhé. Không như cây Zippo bảo hành trọn đời. Anh em có dùng có vấn đề gì thì alo cho mình. Đây, nó như thế này. Cây bật lửa Zozo này cũng rất là đẹp anh em ạ. Nó có hình khắc trên đây là hình ông Quan Công anh em nhé. Ông Quan Công đang cầm thanh long đại đao. Ông này rất là bệ phệ anh em nhé. Hôm có anh khách bảo là tôi muốn mua cái bật lửa mà có hình ông già chống gậy. Cái hình ông Quan Công ông đẹp, nhìn đẹp trai thế này, bảo ông già chống gậy mình không biết là cây nào. Ok, thôi trêu thế thôi. Thì cây này nó mặt trước hình Quan Công nhá, mặt sau là có một cái chữ Hán. Chữ này thì anh em thử dịch thử xem là chữ gì nhá. Hôm mình có hỏi thì có cái ông chú ông bảo là đây là chữ nghĩa anh em nhá. Nghĩa trong từ nghĩa khí á. Thì mình cũng không chắc chắn về câu trả lời lắm, tại vì là mình cũng không biết được. Thế nên anh em nào biết thì anh em bình luận bên dưới cho mình với nhá. Cái vỏ nó bên dưới mộc đáy đây là có chữ Roro. Đấy, nó như thế này. 506 Ultimate 18 HK. Cây này có nguyên lý hoạt động là nó cũng dùng xăng với đá thôi anh em ạ. Đây, cổ đá này. Cổ đá cái dòng này rất là đẹp anh em nhé. Đây, cái cổ đá đây, rất là đẹp luôn. Thì cách dùng nó như thế này. Anh em mở cái này lên, đấy. Thì anh em quẹt thôi. Quẹt thì là nó ấy thôi. Cái dòng này thì bánh xe rất là bén luôn. Đây, rất là bén. Đây, những cái chấu rất là to này. Cái chốt này rất là to to mà đẹp, buồng đốt đấy ạ. Đấy, bên trong thì nó có sợi tim như thế này, xăng hút xăng từ dưới lên thôi. Đấy, thì cái này nó chùm lên cái gioăng, anh em thấy cái gioăng màu đen đen không, thì cầm xăng cũng rất là kín luôn. Thì trước mình cũng đã phân phối cái cây này rồi, thì mình cũng không nhớ là cái cây này nó cầm xăng được bao nhiêu lâu anh em ạ. Đấy, thực sự là mình cũng không nhớ và mình cũng không hỏi khách. Nhưng mà mình nghĩ cái này rất là kín nên cầm xăng cũng rất là tốt. Đây, nó dưới đây anh em để ý này. Đấy, nó có một cái lò xo đây anh em nhé. Lò xo này kiểu như là để... Đây, anh em thấy không?
Đấy. Đấy, cái lò xo đấy có chịu tác dụng là như thế này anh em nhé. Thì anh em muốn châm xăng thì anh em dùng rút cái này là thôi. Đấy. Rút ra và lật ngược cái này vào cho đổ xăng vào đây. Còn đây là để thay đá anh em nhé. Thay đá đây. Đổ xăng vào đây. Bên trong nó thì như thế này. Cái hộp mà cái vỏ này này thì chất liệu của nó là bằng hợp kim anh em nhé, hợp kim đồng với sắt các kiểu đấy, thì nó là hợp kim anh em nhé, đồng gang sắt gì đấy. Còn cái ruột này này thì nó lại bằng đồng thau anh em nhé, bằng đồng thau đấy, rất là đẹp. Cái ruột này rất là vàng, rất là óng. Cái này cầm xăng mình nghĩ là tốt, bánh xe thì siêu bén luôn, không kém cạnh một chiếc Zippo nào hết ạ, rất là bền luôn đấy. Thì mình để như thế này, anh em nào mà muốn mua cái này thì alo cho mình nhé, mình sẽ ship tận tay cho anh em, cho anh em kiểm tra hàng đúng hàng như trong video này anh em mới thanh toán tiền thôi. Cái này thì giá là 350.000 anh em nhé, 350.000. Anh em lấy thì mình tặng thêm cho anh em một ví đá và bao ship cho anh em. Ok anh em nhé, mã số của sản phẩm đây này. Đây này, mã số sản phẩm đây anh em nhé. Vâng, kính chào anh em ạ.